Sáng 9 tháng 8, Tổ công tác phía Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn họp trực tuyến với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 19 tỉnh thành sơ kết hoạt động của Tổ công tác giải quyết những khúc mắc khi thực hiện giãn cách xã hội. Thứ trưởng Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác phía Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, trên cơ sở những khó khăn đã được Tổ và địa phương tháo gỡ kịp thời trong thời gian qua, Tổ công tác đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 19 tỉnh thành tiếp tục tham mưu Ủy ban dân tỉnh tháo gỡ khó khăn về vaccine cho 100% lực lượng lao động nông nghiệp, khẩn trương kết nối, tổ chức thu mua nông sản đến vụ thu hoạch, đặc biệt là các mặt hàng có sản lượng lớn như lúa, cá tra, gà, heo, nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ và các doanh nghiệp hiệp hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thay mặt ngành giao thông và địa phương nhận trách nhiệm với doanh nghiệp về tình trạng ùn tắc giao thông thời gian qua và hứa sẽ tháo gỡ ngay lập tức. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, ngay trong ngày 8 tháng 8 đã ký văn bản phê bình nghiêm khắc Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hải Phòng vì không tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về lưu thông hàng hóa. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh thêm, Chính phủ, Thủ tướng không có bất kỳ văn bản nào về việc hạn chế lưu thông hàng hóa. Nhưng thời gian qua, nhiều địa phương hiểu và áp dụng chưa đúng, máy móc mỗi nơi một kiểu. Tại thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay 9 tháng 8 tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch lớn. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 giảm 21 đô la Mỹ trên một tấn ở mức 1.743 đô la Mỹ trên một tấn. Giao tháng 11 năm 2021 giảm 28 đô la Mỹ trên một tấn ở mức 1.754 đô la Mỹ trên một tấn. Trong nước, giá cà phê ngày 9 tháng 8 giữ nguyên tại các vùng trọng điểm so với cùng thời điểm ngày 8 tháng 8. Cụ thể là giá cà phê Robusta đang thu mua ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum giao động từ 36.300 đồng đến 36.500 đồng trên 1 kg. Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, sầu riêng G6 của Việt Nam đang có sức hút lớn tại thị trường 25 triệu dân. Trong kỳ xuất cuối tháng 7 năm 2021, hơn 15 tấn sầu riêng đông lạnh G6 của Việt Nam đã bán hết hàng chỉ trong 2 ngày phân phối. Hiện đang có khoảng 45 tấn sầu riêng G6 đang trên đường sang Australia. Tuy chưa lên kệ, nhưng đơn hàng này cũng đã được các cửa hàng đặt mua hết. Sầu riêng G6 tại Australia đang có giá khoảng 320.000 đồng một ký đối với sầu riêng đông lạnh nguyên quả và từ 340.000 đến 420.000 đồng một ký đối với loại bốc sẵn muối.